quý cô xinh đẹp của Melia. Chắc chắn là trong tủ đồ chúng ta sẽ không thể thiếu item đó là những dáng áo kiểu, đúng không nào? Ngày hôm nay thì Melia mang đến cho mọi người một thiết kế áo trong bộ sưu tập mới nhất với tông màu rất là nữ tính và trẻ trung. Lại gần hơn thì mọi người sẽ thấy là điểm nhấn của thiết kế áo lần này sẽ nằm ở phần cổ của chúng ta. Sẽ có những đường xếp ly này và bèo này. Đó, trông rất là lạ mắt đúng không? Cổ sẽ có dáng là cổ check V một chút xíu để khiến cho khuôn mặt của các quý cô trở nên V-line hơn. Phần tay sẽ có dáng tay dài và hơi bồng nhẹ này, vừa che khuyết điểm vùng bắp tay chưa thon gọn, lại vừa giúp cho các quý cô chúng ta không chỉ là diện mỗi mùa hè đâu mà chúng ta có thể diện từ thu sang xuân, đúng không nào? Ngày hôm nay thì với thiết kế áo này, Lan Anh đã kết hợp với một chiếc quần cũng đến từ thương hiệu nhà Melia mọi người nhé. Phần quần với dáng ống vẩy như thế này thì sẽ giúp cho đôi chân của chúng ta trở nên dài hơn và có thể có từng bước đi đầy tự tin. Vậy nên nhìn về tổng thể, chắc chắn thiết kế lần này sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo để chúng ta không chỉ là mặc đi làm đâu mà chúng ta có thể diện ở rất nhiều các hoàn cảnh khác nhau và đặc biệt là kết hợp với mọi item nữa. Mọi người có thể kết hợp với chân váy ôm hay là chân váy xòe cũng rất là nữ tính nhé. Nếu như các quý cô yêu thích rồi thì hãy nhanh chóng để lại comment ngay trực tiếp dưới video này. Khi mua hàng online thì mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu như có thời gian thì xin mời các quý cô sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.